Thưa quý vị, sự xuất hiện của các trung tâm thương mại cũng được xem là biểu hiện cho sự phát triển của một tỉnh thành phố. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm mà còn là nơi tích hợp nhiều tiện ích như là giải trí, làm việc, ăn uống, hội nghị. Tại tỉnh Thái Nguyên thì trung tâm thương mại 5 sao Danco Plaza nằm ngay trong lòng khu đô thị Danco City cũng đang được chủ đầu tư gấp rút thực hiện kịp hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bắt đầu khởi công từ tháng 9 năm 2020, đến nay trung tâm thương mại Danco Plaza công trình đã gần như hoàn thiện đến 90%. Hiện mặt ngoài của trung tâm đang được thực hiện công tác sơn bạc và dán gói mái, đặc biệt tại tầng 5, nơi tổ chức những sự kiện sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu dành cho người dân Thái Nguyên cũng đã hoàn thành ốp trần thạch cao, ốp đá tường và đang trong quá trình ráp thảm, lắp sân khấu. Cầu thang lối đi cũng đang được hoàn thiện, gia công lần cuối. Hệ thống tòa nhà cũng đã được lắp đặt xong các hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy. Dự kiến chỉ trong một tuần tới sẽ hoàn thành lắp đặt nội thất, có thể đi vào hoạt động. Theo chủ đầu tư, điểm nhấn đặc biệt của Danco Plaza chính là thiết kế tân cổ điển châu Âu hiện đại, kết hợp với các cửa hàng, hội nghị, những tiện ích sang trọng, cao cấp bậc nhất Thái Nguyên. Các vật liệu sử dụng thi công đều được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Với tiến độ hiện tại, Danco Plaza hứa hẹn không chỉ là địa điểm vui chơi của giới trẻ, mà còn là nơi dành cho mỗi gia đình tụ họp, giải trí vào những dịp cuối tuần và thời gian rảnh rỗi.